Xin kính chào tất cả các bạn. Thì ở video trước tôi đã giới thiệu đến các bạn cách chúng ta tính toán cái công suất tính toán cho cái nhóm thiết bị theo cái phương pháp là hệ số Kmax và cái P trung bình. Thì trong cái phương pháp tính toán này thì nó gồm có các trường hợp đặc biệt, ví dụ như là trong cái nhóm của chúng ta cần tính toán thì nó có các thiết bị một pha với điện áp dây hoặc là điện áp pha, và cũng như là các cái chế độ của cái phụ tải của chúng ta làm việc ở chế độ ngắn hạn. Thì để quy đổi các cái trường hợp này về cái chế độ dài hạn và cái điện áp ba pha của chúng ta thì chúng ta phải làm như thế nào, thì trong video này tôi sẽ giải quyết vấn đề đó cho các bạn. Và khi xem video thì kính mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Bây giờ ta sẽ khảo sát một số cái trường hợp đặc biệt của cái phương pháp tính toán này. Thì đầu tiên là ta có cái trường hợp là cái số thiết bị của chúng ta nó nhỏ hơn 3, và cái hiệu quả nó số thiết bị nhỏ hơn 3 thì tất nhiên là cái này hiệu quả của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn 4 lần. Thì ta có cái công thức tính như sau. Thì cái P tính toán của chúng ta bằng tổng sigma của các cái công suất định mức của cái từng thiết bị, và cái quy tính toán của chúng ta cũng bằng tổng công suất định mức của cái từng thiết bị đó. Và đối với các thiết bị làm việc trong chế độ ngắn hạn lặp lại thì chúng ta có cái công thức quy đổi như sau. Thì ấy tính toán nó sẽ bằng, trong đó thì cái ấy định mức này là công suất biểu kiến, nó được cho trong cái lý lịch của máy. Và cái phải định mức này là công suất biểu kiến định mức ta quy đổi về cái epsilon bằng 100%, tức là cái epsilon này là cái hệ số đóng điện của thiết bị đấy. Thì với cái trường hợp này thì các bạn sẽ sử dụng các cái công thức trên. Tiếp theo là cái trường hợp mà cái số thiết bị ở trong nhóm của chúng ta nó lớn hơn 3, và cái khi chúng ta tính toán ra là cái n hiệu quả thì nó nhỏ hơn 4, thì chúng ta sẽ áp dụng các công thức sau. Thì ở đây trong đó là cái k phụ tải là cái hệ số phụ tải của từng máy. Thì nếu không có số liệu chính xác thì chúng ta có thể lấy gần đúng như sau. Thì khi mà người ta chia cho không cho số liệu chính xác thì chúng ta sẽ có thể lấy gần đúng. Ví dụ như là cái cạc phụ tải này thì nó bằng 0,9 đối với các thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn, và chúng ta sẽ lấy cạc phụ tải này bằng 0,7 đối với các thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Rồi trường hợp mà các cái thiết bị có cái đồ thị phụ tải bằng phẳng, ví dụ như là các cái máy bơm mà khí nén, thì cái phụ tải tính toán của chúng ta có thể lấy bằng phụ tải trung bình. Thì cái công thức tính phụ tải tính toán của chúng ta là phụ tải tính toán sẽ bằng phụ tải trung bình. Thì cái phụ tải trung bình này là cái bằng hệ số sử dụng nhân cho cái công suất định mức của thiết bị đấy. Và chúng ta có cái công thức quy đổi từ chế độ làm việc ngắn hạn sang chế độ dài hạn như sau. Thì ở đây ta có là cái P quy đổi, thì nó sẽ bằng là cái P định mức của thiết bị nhân cho căn bậc 2 của cái epsilon phần trăm. Thì ở đây là cái epsilon phần trăm này là cái hệ số đóng điện phần trăm. Thì bây giờ chúng ta sẽ có các cách quy đổi từ cái thiết bị sử dụng điện một pha sang cái ba pha trong cái phương pháp tính toán này như sau. Thì nếu có các thiết bị một pha thì phải phân bố các cái thiết bị một pha này vào ba pha sao cho cái mức không cân bằng giữa các ba pha là nhỏ nhất. Có nghĩa là khi chúng ta cái ý này, thì chúng ta giả sử như chúng ta có nhiều, thông thường thì trong cái mạng chúng ta nó cũng có nhiều thiết bị ba pha, thì chúng ta sẽ phân bố các cái người ta gọi là cái phân tải đó các bạn. Thì các bạn nên phân tải càng đều là càng tốt. Các bạn sẽ chia như thế nào đó để lo cho là cái mức không cân bằng giữa các pha này nó sẽ là nhỏ nhất là được. Tiếp theo là nếu tại một cái điểm cung cấp thì mà cái phần công suất không cân bằng nhỏ hơn 15%, thì ở đây các bạn khi các bạn có cái thiết bị một pha này thì các bạn phải xét đến cái các bạn phải tính đến cái phần tỷ lệ không cân bằng giữa cái tải một pha và cái tải ba pha của chúng ta, để chúng ta có cái trường hợp chúng ta chọn cái phương án. Thì trường hợp mà nó nhỏ hơn cái 15% của tổng cái công suất của thiết bị ba pha thì ta xác định cái phụ tải tính toán thiết bị một pha đó, thì coi như là chúng ta coi như đó là cái công suất tương đương của ba pha. Có nghĩa là khi cái chúng ta tính ra tỷ lệ phần trăm này nó nhỏ hơn 15%, thì tí nữa tôi sẽ có cái ví dụ để cho các bạn nắm rõ hơn. Thì chúng ta sẽ lấy ta coi như là thiết bị một pha này, trong cái phương pháp tính toán này là ta coi như là thiết bị một pha này là có công suất tương đương với thiết bị là ba pha. Và nếu cái phần công suất không cân bằng nó lớn hơn 15% thì cái công suất của các thiết bị ba pha được xác định như sau. Đây là ba cái trường hợp để chúng ta quy đổi cái phụ tải một pha sang phụ tải ba pha. Thì tôi giải thích thêm ở chỗ cái công suất không cân bằng một tí. Thì đây giả sử như chúng ta có ba cái thiết bị, giả sử như đây ta có ba pha, pha A, pha B, pha C. Đây là dây trung tính. Ví dụ như ta có thiết bị thứ nhất, ta nối vào cái đây là pha A, đây là pha B, đây là pha C, đây là dây trung tính. Ví dụ như thiết bị thứ nhất ta nối vào pha C và dây trung tính. Thiết bị thứ hai ta nối vào pha B và dây trung tính. Thiết bị thứ ba ta nối vào pha A và dây trung tính. Thì như vậy giả sử như ở đây cái công suất thiết bị thứ nhất này là ta cho là 2 kW, thiết bị thứ hai này ta cho là
cũng là 2 kW. Cái thiết bị số 3 này là ta cho là ví dụ như là 7 kW. Thì cái thành phần không cân bằng của chúng ta là các bạn, nếu như các bạn thấy thì ở đây là cái pha A này 2 kW, pha B 2 kW. Giả sử như pha C này thì ta pha C này nó là 2 kW, thì như vậy là cái thiết bị cái phụ tải của chúng ta sẽ bố trí cân bằng 3 pha. Nhưng mà ở đây là 7 kW, như vậy là cái phần 5 kW này. Đấy, cái phần 5 kW này là cái phần là phụ tải không cân bằng. Thì ta sẽ lấy cái 5 kW này để ta xét cái tỷ lệ phần trăm của cái so sánh giữa 15% đó, ở trong cái mục trước đó. Thì để chúng ta ở đây chúng ta không lấy 7 kW mà chúng ta chỉ lấy là 5 kW để chúng ta xét cái cân bằng, cái tỷ lệ không cân bằng để chúng ta chọn cái phương án đấy. Đấy là cái trường hợp là tôi giải thích thêm là cái chỗ mà cái phụ tải không cân bằng. Thì bây giờ chúng ta xét về cái trường hợp số 1. Thì khi mà cái tỷ lệ phần trăm nó lớn hơn 15% á, thì ta sẽ có 3 cái trường hợp như thế này. Thì cái trường hợp thứ nhất á, là các cái thiết bị một pha của chúng ta nối vào cái điện áp pha, tức là cái điện áp này là điện áp 220V đó, 220V. Thì các bạn sẽ quy đổi là cái công suất tính toán quy đổi của 3 pha này thì nó sẽ bằng 3 lần cái công suất định mức mà của cái điện áp pha, cái phụ tải một pha mà lớn nhất á. Thì giả sử như chúng ta có nhiều phụ tải thì chúng ta sẽ chọn cái phụ tải lớn nhất này nhân cho 3, thì chúng ta sẽ quy đổi ra được là công suất 3 pha của cái thiết bị các thiết bị một pha đó. Và cái trường hợp thứ hai thì các thiết bị nối vào cái điện áp dây của màn điện, tức là cái điện áp của chúng ta là ta nối vào, tức là điện áp ta nối vào hai cái dây pha của chúng ta đó là 380V, 380V, thì điện áp dây là 380V. Thì các bạn có cái công thức quy đổi này. Đấy. Thì nó tùy thuộc vào cái thiết bị một pha của các bạn là nối vào điện áp pha hay là điện áp dây, thì chúng ta có cái công thức quy đổi như thế này. Và cái trường hợp thứ ba là trong các bạn nó có thiết bị một pha với cái điện áp pha này và thiết bị một pha mắc vào cái điện áp dây, tức là điện áp 220 và điện áp 380 đó, thì chúng ta phải quy đổi cái thiết bị đó về cái thiết bị nối vào cái điện áp pha. Đấy, thì giả sử như chúng ta có điện áp hai thiết bị, một thiết bị là cái điện áp là 220, một thiết bị một pha mà một thiết bị có điện áp là 380, thì các bạn phải quy đổi về cái 380 này, bạn quy đổi về cái thiết bị có điện áp là 220 thì chúng ta mới tiến hành tính toán. Rồi, ở đây tôi sẽ, đấy là cái phần lý thuyết. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét một cái ví dụ cụ thể, ví dụ như là ta xác định cái phụ tải tính toán cho cái nhóm thiết bị theo cái phương pháp là số thiết bị hiệu quả, hoặc là cái theo phương pháp thiết bị hiệu quả, hay còn gọi là cái theo cái hệ số cực đại ca mắc và cái P trung bình ấy. Thì ở cái phần trước chúng ta đã, ở bài trước chúng ta đã làm một cái ví dụ về chúng ta tính cái phụ tải tính toán cho cái nhóm máy này. Thì trong cái video này chúng ta sẽ thêm cái một cái máy hàng này nữa vào để chúng ta tính toán. Thì các bạn thấy ở đây cái máy hàng này là, thứ nhất là cái máy hàng này là máy hàng một pha, thì như vậy là chúng ta trong cái tính toán chúng ta phải quy đổi thành 3 pha. Và ở đây các bạn thấy là cái máy hàng này nó đang làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại, cho nên là chúng ta cũng phải quy đổi cái máy hàng này về chế độ làm việc dài hạn. Thì cách thức thực hiện như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta giải cái giải quyết cái bài toán này. Thì đầu tiên á, là các bạn sẽ quy đổi cái máy hàng này về cái chế độ làm việc dài hạn, sau đó chúng ta sẽ tính toán cái tỷ lệ phần trăm, sau đó chúng ta sẽ chọn phương án. Thì đầu tiên là chúng ta quy đổi về cái chế độ làm việc dài hạn, là chúng ta có công thức là P quy đổi một pha này về cái chế độ làm việc dài hạn từ ngắn hạn sang dài hạn là P định mức nhân nhật tan của epsilon phần trăm. Đây các bạn thấy là cái epsilon là 40%, thì ở đây các bạn đưa vào cái can này là chúng ta là 0.4, và các bạn thấy là cái công suất của cái máy này thì ở đây người ta cho là cái công suất của máy này là người ta là cho là kPa, nhưng mà trong tính toán là chúng ta tính toán là công suất là kilowatt. Thì các bạn đổi từ cái công suất biểu kiến sang cái công suất tác dụng là bằng cách là chúng ta x nhân cho cos phi đấy, x nhân cho cos phi. Thì các bạn thấy là ở đây là x là 20 kPa, cos phi là 0.5. đây các bạn thấy vào 20a, cos phi là 0.5, và cái epsilon này là 40%, thì các bạn để là 0.4. thì như vậy là chúng ta có là cái chúng ta quy đổi ra cái chế độ làm việc dài hạn của cái máy hàng này là 6.32 kilowatt. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp. Thì giả sử như cái máy hàng này chúng ta mắc vào pha 3, pha A, thì như vậy công suất của cái pha A của chúng ta là 6.32 kilowatt, và pha B bằng 0, pha C cũng bằng 0. Như vậy cái thành phần không cân bằng là cái thành phần này là 6.32 kilowatt này. Rồi các bạn khi mà chúng ta đã xác định được cái thành phần không cân bằng thì các bạn sẽ tính cái tỷ lệ thành phần không cân bằng này để chúng ta chọn cái phương án. Thì đây là cái công thức chúng ta tính cái thành phần không cân bằng. Thì các bạn thấy ở đây thì chúng ta có cái trường hợp là cái thành phần không cân bằng này là chúng ta khi nãy chúng ta phân tích là cái 6 đây cái 6.32 kW này là thành phần không cân bằng. Đây các bạn cạn tổng các cái công suất của cái toàn bộ cái hệ thống này là khi chúng ta đã quy đổi đó. Ở đây là chúng ta cạn hết tất cả các công suất này lại với nhau, thì các bạn thấy là 3 nhân cho 5 là cái máy đầu tiên
4 × 15 là cái nhóm máy thứ hai, 15 × 20 là cái nhóm máy thứ ba, và cái thành phần cái số cuối cùng này là cái số chúng ta đã quy đổi từ một pha, ta quy đổi từ mấy hàng này ra cái ba pha đó. Đấy thì chúng ta sẽ quy nhân cho 100% thì chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ này là 3.48%, thì nó sẽ nhỏ hơn 15%. Thì ta sẽ áp dụng cái trường hợp là đầu tiên là áp dụng cái trường hợp là nhỏ hơn 15% á, thì khi nó cái tỷ lệ phần trăm này nó nhỏ hơn 15% thì chúng ta coi như là cái máy hàng này là một cái thiết bị ba pha có cái công suất là 6.32 kW để chúng ta tính toán ở trong cái phương án này. Đấy thì nếu như mà nó lớn hơn 15% thì ta sẽ xét tiếp đến ba cái trường hợp tiếp theo ở trong cái phần lý thuyết đó. Nhưng mà ở đây là chúng ta nó rơi vào cái trường hợp là nhỏ hơn 15%, cho nên là chúng ta chọn cái coi như cái thiết bị hàng này là thiết bị một pha, thì ta coi như là thiết bị ba pha có cùng cái công suất như thế này để chúng ta tính toán. Rồi thì như vậy là cái trong bài toán của chúng ta nó chuyển về cái trường hợp là chúng ta ở đây nó chuyển về trường hợp là cái máy hàng này chúng ta đã quy đổi về cái trường hợp là ba pha, và chế độ làm việc của chúng ta là chế độ làm việc dài hạn. Thì với cái bài toán này thì chúng ta cũng giải tương tự giống như là cái bài toán ở trong cái ví dụ lần trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta giải cái bài toán này như sau. Thì đầu tiên chúng ta là cũng là tính cái thiết bị, số thiết bị làm việc hiệu quả. Thì trong cái sẽ tính thiết bị làm việc hiệu quả này là đầu tiên chúng ta phải tính cái N1 này. Thì cái N1 này chúng ta tính như sau. Thì cái N1 này các bạn thấy là N1 này là tổng cái số thiết bị mà nó lớn hơn 50% của cái thiết bị có cái công suất lớn nhất. Thì các bạn thấy là cái công suất lớn nhất của cái nhóm thiết bị này là cái máy file này, là nó có cái công suất lớn nhất là nó là 20 kW, thì nó lớn hơn tất cả các cái thiết bị này. Thì những cái thành phần mà cái máy á, mà nó có cái công suất nhỏ hơn lớn hơn hoặc bằng 50% của thiết bị này, tức là 50% của 20 là 10 kW á, những cái thiết bị mà 10 kW trở lên thì chúng ta sẽ tính vào N1. Thì đây là có một cái nữa là cái máy tiện 15 kW này. Thì như vậy ta có cái N1 này là bằng 5 + 4, 4 + 5, tức là ta có 9 cái thiết bị như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái tổng các thiết bị ở trong cái nhóm này. Thì tổng thiết bị thì các bạn đơn giản các bạn cộng lại, các bạn tổng thiết bị là các cái con số này là 3 + 4 + 5 + 1. Đây, 3 + 4 + 5 + 1 là ta có 13 thiết bị. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái P1 này là cái công suất của tổng các cái thiết bị có công suất là lớn hơn hoặc bằng 50% của cái nhóm này. Thì chúng ta có hai cái thiết bị này. Ta tính tổng lại là ta có 4 × 15 + 5 × 20. Tiếp theo là tổng tất cả các công suất trong cái nhóm máy này, thì các bạn tính ra toàn bộ cái công suất trong nhóm máy này là chúng ta gồm có là 3 × 5 là cái máy mài, 4 × 15 là cái máy tiện, và 5 × 20 là cái máy file, và 6,32 này là cái máy hàng. Thì các bạn tính ra được cái tổng này là 181.32. Rồi như vậy thì chúng ta có được cái N1, P1 và P tổng này, thì chúng ta sẽ tính ra được là cái N sau và P sau. Thì cái N sau này là bằng N1 chia cho N là tức là bằng 9 chia cho 13, đó là ta có là 0.69, và cái P sau này là nó là bằng P1 chia cho P tổng là 160 chia cho 181.32 là ta có 0.88. Thì như vậy ta sẽ lấy cái số liệu của cái N sau và P sau này để chúng ta tra bảng. Thì ở đây chúng ta cái cách tra bảng thì tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn ở phần trước rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tra bảng ra là chúng ta có cái N hiệu quả sau này là 0.86, và cái N hiệu quả sau này chúng ta đã tra ra được là 0.86. Thì chúng ta sẽ tính ra cái N hiệu quả này là nó bằng là N hiệu quả sau nhân cho N, thì nó sẽ bằng là 0.86. đây, nó bằng là 0.86 nhân cho 13, 13 là số thiết bị, và cái N hiệu quả sau này là 0.86, thì ta có là 11.18 thiết bị. Thì ta sẽ đồng tròn là ta lấy là 11 thiết bị, tức là trong cái nhóm máy này là ta có cái số thiết bị làm việc hiệu quả là N. Tôi cũng nhắc lại cái chỗ chúng ta tra cái bảng N hiệu quả này một xí. Đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái bảng tra đây. Thì các bạn thấy là chúng ta tính ra là đây, các bạn có là cái N sau này là 0.69, thì và cái P sau là 0.88. thì các bạn thấy ở đây thì các bạn lấy là 0.69 thì nó cũng gần là 0.7. các bạn lấy cái cọc 0.7 này, cái phía cọc này ở đây này là cái N sau đấy. Đấy, các bạn thấy là đây là cái bảng chúng ta tra cái N hiệu quả theo cái N sau và P sau. Đây là N sau, đây là P sau. Thì cái chúng ta có 0.88 thì chúng ta cũng có thể là chúng ta quy đổi ở đây, chúng ta có thể nội suy để chúng ta chọn ra cái cách nội suy. Thì tôi cũng đã trình bày với các bạn rồi. Thì ở đây ta sẽ tra ra, ta tạm thời là ta lấy cái con số là 0.86 này để chúng ta tính toán. Thì như vậy là các bạn thấy là chúng ta đã tìm ra được cái là thiết bị là của chúng ta là cái có 11 cái thiết bị hiệu quả. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ bước qua cái bước chính là chúng ta sẽ tính toán các cái thành phần công suất này, công suất tác dụng, công suất phản kháng cũng như là công suất dự kiến của cái nhóm thiết bị này. Thì để chúng ta tính được cái công suất tác dụng này thì do là các bạn thấy là cái thành phần các cái máy của chúng ta là có cái hệ số sử dụng này,
nó khác nhau, tức là ở đây các bạn thấy là nó 0.15, 0.16 và 0.18 và 0.17. Thì các bạn phải tính ra cái ca sử dụng trung bình này. Thì cái hệ số trung bình này á, là ca sử dụng trung bình này, nó sẽ bằng là tổng các cái ca sử dụng của cái thiết bị thứ y nhân cho cái công suất định mức của thiết bị thứ y đó, chia cho tổng của tất cả các cái công suất định mức của cái nhóm máy này. Thì đầu tiên là các bạn thấy là ở đây chúng ta có cái nhóm thứ nhất này là cái cộng này, để chúng ta là tính là ở đây chúng ta có số lượng là cái máy mài này là 3, chúng ta nhân cho công suất của nó là 5, và cái ca sử dụng này là 0.15. thì các bạn cũng tính tương tự cho các cái máy còn lại. Đấy, chúng ta có 4 cái máy như vậy. Thì sau đó chúng ta cộng cái công suất tổng các cái công suất này lại với nhau. Thì ta có công suất đầu tiên là ta lấy 3 x 5, đây là 4 x 15, 5 x 20 và 1 x 6.32, là chúng ta sẽ có ra là cái hệ số sử dụng trung bình này là 0.17. rồi thì chúng ta sẽ tra bảng để chúng ta xác định được cái ca mát này. Thì tôi nói luôn là chúng ta sẽ tra bảng sau. Thì khi chúng ta cái ca mát này nó không có ở trong cái bảng, cho nên chúng ta phải sử dụng cái phương pháp nội suy. Thì khi chúng ta nội suy thì chúng ta sẽ tính ra được là cái ca mát này là nó bằng là 1.93. thì khi mà chúng ta có cái ca mát này thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính phi tính toán này, thì chúng ta sẽ có được là cái công suất tính toán của chúng ta là 59.49 kW. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cái chỗ cho chúng ta tra cái ca mát này một tí. Thì các bạn thấy là chúng ta ở cái video trước thì tôi cũng đã nội suy, và ở cái trường hợp là ca sử dụng chúng ta tính ra là 0.17 này, là ở trường hợp là chúng ta 10 thiết bị là chúng ta nội suy ra được là 1.99, cái ca sử dụng này là 1.99. thì ở đây các bạn thấy là cái 11 thì nó nằm giữa 10 và 12 này, cho nên là chúng ta lấy cái cụm này để chúng ta nội suy. Thì đầu tiên là chúng ta nội suy ở cái số 10 thì cái ca sử dụng này ở 0.17 nó là 1.99, và cái phương pháp làm của chúng ta làm tương tự. Ví dụ như ở 12 này thì chúng ta nội suy ra được là 1.87. thì các bạn ở đây là số 11 của chúng ta, 11 thì chúng ta sẽ lấy cái hai cái giá trị này chúng ta cộng lại, thì nó nằm ở giữa, mà nó nằm ở giữa số 11 thì nằm ở giữa số 10 và số 12 này. Thì các bạn lấy cái giá trị trung bình, các bạn lấy cái 1.99 này cộng cho 1.87, các bạn chia cho 2 thì nó sẽ ra là 1.93. thì đấy là cái cách chúng ta nội suy để chúng ta tìm ra cái ca mát. Đấy là cách chúng ta nội suy để chúng ta tìm ra cái ca mát này, là tôi cũng đã giải thích cho các bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta có cái công suất tính toán này rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ đi tính cái công suất phản kháng và cái công suất biểu kiến. Thì cũng tương tự, ở đây các bạn thấy là các cái thiết bị này thì chúng ta có cái cốt phi của nó thì nó không giống nhau, cho nên chúng ta phải đi tính cái cốt phi trung bình. Thì cái cốt phi trung bình này thì các bạn cũng tính là nó bằng là tổng của cái cốt phi của các cái thành phần, nhân cho thiết bị của từng thiết bị, nhân cho công suất định mức của từng thiết bị, thì ta tính tổng lại là ta chia cho cái tổng công suất định mức của các thiết bị này. Thì các bạn thấy là cái nhóm đầu tiên này thì các bạn tính là các bạn để ý đến số lượng nữa, thì cái máy mài này thì chúng ta sẽ tính là số lượng là 3, ta nhân cho công suất là 15, và cái hệ số cốt phi của cái máy mài này là 0.65. thì các bạn thế số vào đây. Tương tự là ở đây là cho cái máy tiện, các bạn cũng làm tương tự. Ở đây là cái nhóm của cái máy file, ở đây là máy hàng, và các bạn cộng tổng các cái công suất này lại, cộng tổng của công suất của cái nhóm máy này lại, rồi các bạn thế số vào thì chúng ta sẽ được là cái cốt phi trung bình của chúng ta là 0.66. thì khi chúng ta có cái cốt phi trung bình là 0.66 thì các bạn áp dụng cái công thức này, thì quy tính toán thì nó sẽ bằng p tính toán nhân cho tan cốt phi trung bình. Thì các bạn p tính toán là chúng ta đã tính ra rồi là 5.59.49, ta nhân cho cái tan phi trung bình này, thì cái tan phi trung bình này thì nó bằng là chúng ta sẽ lấy cái tan phi trung bình này, chúng ta sẽ lấy là tan nhân cho tan của cái arc code của 0.66 này, thì nó sẽ ra là ở đây các bạn bấm máy tính thì tan của arc code 0.66 là 1.138. thì các bạn thì tính ra được là cái công suất phản kháng của chúng ta là 67.71 kV. Cũng tương tự thì chúng ta sẽ tính cái công suất biểu kiến này, thì nó bằng là p tính toán chia cho cốt phi, hoặc là chúng ta nó cũng bằng là căn bậc 2 của p tính toán bình cộng q tính toán bình. Thì các bạn tính cái công thức nào cũng được, các bạn thế số vào thì chúng ta sẽ được là 90.13 kVA. Thì trên đây là cái phương pháp chúng ta tính toán cái phụ tải tính toán của chúng ta theo cái phương pháp là hệ số cực đại ca mát và cái công suất trung bình, hay chúng ta còn gọi là các cái phương pháp tính toán theo số thiết bị hiệu quả. Thì các bạn có cái chỗ nào mà chưa rõ thì các bạn hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần mô tả, tôi sẽ đọc và hỗ trợ cho các bạn. Còn video này thì chúng ta kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.